Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt bí. Rất là nhiều những bạn sau khi xem video về cách làm mứt bí trước của mình thì có hỏi mình là nếu như không cần nước vôi hay là không có phèn thì có làm được mứt bí hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm một video làm mứt bí mà không cần dùng đến nước vôi hay là không cần dùng đến phèn cũng có thể thành công được món mứt bí cho ngày Tết cho gia đình mình nhé các bạn. Và cách làm như thế nào thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video của mình để thực hiện nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để làm cái món mứt bí không cần tới vôi, nước vôi và phèn chua. Nguyên liệu đầu tiên mình cần chuẩn bị đó là một trái bí xanh. Bí này thì rất là dễ mua. Bí xanh mình thường hay dùng để nấu canh. Với bí này thì mình sẽ sử dụng là 1 cân bí nhé các bạn. Và bí thì các bạn nên chọn những cái quả già. Đây là trái bí xanh và khối lượng của nó là 1 cân. Nguyên liệu tiếp theo mình chuẩn bị đó là cái phần đường. Thì với 1 cân bí này mình sẽ sử dụng 600g đường. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một quả chanh nhé. Chanh này mình thay cho phèn chua đó các bạn. Và các bạn có thể thêm lá dứa để làm cái mùi hương mứt bí với hương lá dứa cho cái món mứt bí của mình. Nếu như các bạn có lá dứa thì các bạn có thể thêm, còn không thì các bạn chỉ cần làm mứt bí để mình lấy cái màu xanh của mứt bí không cũng được. Và để thay cho nước vôi thì ở đây mình sẽ sử dụng là nước vo gạo. Nước vo gạo này thì mình sẽ sử dụng nước vo gạo thật là đặc nhé. Các bạn vo gạo sau đó thì mình sẽ gạn lấy cái phần nước mình vừa mới vo gạo xong để mình ngâm cái phần bí. Và bước đầu tiên thì mình sẽ gọt bỏ cái lớp vỏ ngoài của trái bí. Sau khi gọt bỏ vỏ xong thì mình sẽ đem cắt khúc cái miếng bí của mình thành những cái khúc nó có cái độ dài vừa phải nhé các bạn nhé. Mình sẽ cắt khúc cái phần bí sau đó thì bổ đôi ra để loại bỏ đi cái phần ruột cũng như là phần hạt. Bây giờ mình sẽ đem bỏ đi hết những cái phần ruột trắng ở bên trong của quả bí. Sau khi đã bỏ đi cái phần ruột và hạt thì bây giờ mình sẽ đem cắt miếng bí của mình ra nhé. Mình sẽ cắt thành những cái miếng, cái đoạn nhỏ nhỏ. Các bạn cắt khúc cái đoạn ngắn vừa phải, sau đó thì mình sẽ cắt miếng. Và miếng này thì các bạn cũng đừng nên cắt mỏng quá nhé. Mình sẽ đem cắt bí thành những cái miếng nhỏ như này để thành những cái miếng mứt bí sau khi mình xên xong. Cứ thế cắt cho tới khi hết nhé. Sau khi cắt cái phần bí xong thì mình sẽ cho cái phần bí vào trong cái nước vo gạo để mình ngâm nhé. Các bạn cứ cắt đến đâu thì mình cho vào cái chậu nước vo gạo để mình ngâm tới đó. Và mình ngâm cái phần nước vo gạo này để cho cái miếng bí của mình nó được cứng hơn, khi mà mình xên thì nó không bị nhão. Đối với nước vôi trong, khi mà các bạn sử dụng nước vôi thì mình sẽ ngâm bí với lại nước vôi khoảng 8 tiếng. Nhưng mà đối với cái nước vo gạo này thì mình sẽ phải ngâm cái miếng bí này lâu hơn, thì các bạn nên ngâm cho mình khoảng 12 tiếng nhé. Mình đã cắt xong rồi và bây giờ thì mình sẽ ngâm cái phần bí này trong cái phần nước vo gạo trong khoảng thời gian là 12 tiếng. Còn cái phần lá dứa này thì mình sẽ đem cắt nhỏ, sau đó thì cho vào trong máy xay. Mình xay nhuyễn ra để mình lọc lấy cái phần nước cốt lá dứa. Mình sẽ cắt nhỏ hết cái phần lá dứa, sau đó thì cho vào khoảng chừng 100ml nước nhé để mình xay. Sau khi xay xong thì mình sẽ lọc lấy cái phần nước cốt lá dứa. Và cái phần nước cốt này thì mình sẽ bỏ vào trong ngăn mát của tủ lạnh nhé. Còn đây là cái phần bí của mình sau khi mình đã ngâm cùng với lại nước vo gạo được 12 tiếng. Lúc này thì những miếng bí nó đã cứng hơn rất là nhiều rồi các bạn ạ. Thì mình sẽ đem rửa sạch cái phần bí này đi nhé. Sau khi rửa sạch bí thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước khoảng chừng 2 lít nước và sẽ vắt nước của một nửa quả chanh vào trong nồi nước sôi. Sau đó thì mình sẽ cho những miếng bí vào trong cái nồi nước vừa mới vắt chanh vào để trần. Và bí này thì các bạn chỉ cần cho vào, sau đó mình trần khoảng chừng 1 phút thôi nhé. Không nên trần lâu quá các bạn ạ. Sau 1 phút thì mình sẽ vớt những cái miếng bí này ra và cho vào trong một cái âu nước lạnh. Sau khi trần sơ qua bí thì bây giờ mình sẽ vớt ra và cho luôn vào một cái bát nước lạnh để cho miếng bí của mình nó nguội và nó cứng trở lại nhé. Khi những miếng bí đã nguội thì mình cũng sẽ đổ ra cho nó ráo bớt nước đi. Sau đó thì tiếp tục mình sẽ cho lại vào trong một cái âu. Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần đường vào để ướp bí nhé.
mình sẽ cho cái phần đường cũng như là phần nước cốt lá dứa mà mình đã xay trước đó. Và bây giờ thì mình sẽ để ngâm cái phần bí này. Cái phần đường của nó thấm hết vào miếng bí và nó tan hết thì mình mới đem đi xên. Đây là cái phần bí của mình sau khi mình ngâm với đường. Lúc này thì đường nó đã hoàn toàn là tan hết thành nước rồi. Thì mình sẽ cho cái phần bí này vào trong chảo để mình bắt đầu đi xên bí nhé. Thì đầu tiên mình sẽ cho bí vào trong chảo, sau đó mình để lửa to và mình đun. Mình sẽ đun cho nó sôi lên. Thì mình sẽ hạ nhỏ lửa dần đi để xên. Sau khi phần nước đường nó đã cạn bớt thì các bạn nên để lửa nhỏ nhé. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho tới khi mà cái phần đường của mình nó cạn hoàn toàn. Các bạn hạ mức lửa nhỏ nhất để mình tiếp tục xên cho cái phần đường của mình nó khô, nó bám thành phấn ở quanh cái miếng bí. Lúc này thì phần đường của mình nó đã bắt đầu khô trắng rồi đấy các bạn ạ. Mình vẫn cứ để lửa nhỏ và mình đảo đều nhé. Mình sẽ xên kỹ thì cái miếng mứt bí của mình nó sẽ khô, nó không bị chảy nước, nó không bị ướt. Và cứ thế tiếp tục đảo liên tục. Đảo liên tục cho tới khi cái phần đường của mình nó bám trắng thành phấn ở quanh cái miếng mứt bí là được. Sau khi phần đường đã khô và bám phấn ở quanh mứt bí thì mình sẽ tắt bếp đi và tiếp tục đảo thêm một lúc nữa. Khi mà cái phần đường nó đã lên phấn trắng như này, các bạn nên tắt bếp đi nhé. Sau đó thì mình đảo cho nó khô hẳn cái phần cái miếng mứt bí. Các bạn có thể thấy là cái phần đường nó đã lên phấn rất là nhiều. Và sau khi xên xong thì các bạn cũng có thể cho bí ra một cái mâm để mình để ngoài nắng, mình phơi ngoài nắng khoảng tầm 2 tiếng cũng được. Còn không thì các bạn có thể cho vào trong một cái lọ kín thì mình đậy lại để cho nó không bị ướt nhé. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món mứt bí mà không cần dùng tới nước vôi hay là phèn chua, vẫn có được những miếng mứt bí thơm ngon. Mứt bí thì nó có cái độ giòn giòn, khi mà mình ăn thì nó có cái độ giòn giòn của cái miếng bí các bạn ạ. Và hy vọng là với cách chia sẻ của mình thì các bạn cũng có thể tự làm được cho gia đình mình những cái miếng mứt bí như thế này vào những dịp Tết. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Và trong video hôm nay mình sẽ xin chia sẻ cùng với các bạn về cách làm mứt đu đủ ngũ sắc để giúp cho mâm bánh kẹo, mâm mứt ngày Tết của gia đình mình thêm màu sắc sinh động hơn. Và cái cách làm mứt đu đủ ngũ sắc như thế nào thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Trước tiên thì mình sẽ cùng đi chuẩn bị nguyên liệu cho cái món mứt đu đủ này. Và để làm mứt đu đủ thì đầu tiên mình cần chuẩn bị một quả đu đủ xanh. Tiếp theo là đường. Và đu đủ thì các bạn chuẩn bị cho mình cứ 1 cân đu đủ các bạn sử dụng cho mình là 500g đường nhé. Nên là tùy các bạn làm ít hay làm nhiều thì các bạn cứ nhân tỷ lệ lên như thế. 1 cân đu đủ mình sẽ sử dụng là 500g đường. Và để tạo màu cho cái phần mứt đu đủ thì mình sẽ sử dụng các loại bột như là bột cẩm tím, bột đậu biếc, bột dành dành hay là lá dứa. Các bạn không có các loại bột này, các bạn có thể sử dụng trái thanh long hay là củ dền này, hay là lá dứa nhé các bạn nhé. Thì đấy cũng là những cái màu từ tự nhiên mà các bạn có thể kiếm rất là dễ ở ngoài chợ. Mình về thì mình sẽ xay ra, mình lọc lấy nước để mình tạo màu cho cái phần mứt đu đủ của mình nó có thật là nhiều màu sắc. Hay là các bạn có thể sử dụng một trái gấc này, các bạn sử dụng trái gấc các bạn làm màu cũng đều được nhé. Gấc thì nó sẽ cho mình cái màu đỏ của gấc. Củ dền nó cũng sẽ cho mình màu đỏ nha các bạn. Lá dứa thì nó cũng sẽ cho mình màu xanh. Đó là tất cả những cái phần nguyên liệu mình chuẩn bị. Bên cạnh đó thì các bạn chuẩn bị cho mình nước vo gạo nhé. Các bạn có thể sử dụng nước vôi. Vôi ăn trầu thì các bạn sẽ pha ra cùng với lại nước, sau đó mình lọc lấy cái phần nước trong. Còn các bạn không có được vôi thì các bạn có thể sử dụng cho mình là nước vo gạo thật là đặc nhé. Bước đầu tiên thì mình sẽ đem gọt vỏ trái đu đủ. Đu đủ thì các bạn nên sử dụng cho mình cái loại đu đủ còn đang xanh nhé. Mình sẽ gọt bỏ đi cái lớp vỏ xanh ở bên ngoài. Nhưng mà trước khi làm thì các bạn
bắt trái đu đủ xuống, các bạn nên khía những cái đường nhẹ ở bên ngoài vỏ trái đu đủ để mình ngâm vào chậu nước cho nó ra hết cái phần nhựa ở trong quả đu đủ. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch và mình sẽ đem gọt bỏ vỏ như thế này nhé. Sau khi gọt bỏ vỏ quả đu đủ xong thì mình sẽ đem bổ đôi quả đu đủ và mình sẽ cắt làm tư nhé các bạn nhé, để cho cái sợi mứt của mình thì nó ngắn, nó không dài quá. Mình sẽ cắt làm tư, nếu như quả đu đủ của các bạn mà nó tròn, nó không dài thì các bạn chỉ cần bổ đôi ra là được. Sau đó các bạn sẽ sử dụng cái nạo rau củ quả mà gia đình mình có, mình sẽ nạo sợi cái phần đu đủ ra nhé. Các bạn nên sử dụng cái nạo mắt to nha các bạn. Mình sẽ sử dụng nạo mắt to, sau đó thì mình nạo sợi cái phần đu đủ. Và cứ như thế thì các bạn sẽ nạo cho tới khi hết cái phần đu đủ của mình nhé. Đây là cái phần đu đủ sau khi mình đã nạo sợi xong. Và sau khi nạo sợi xong thì mình sẽ đem ngâm cái sợi đu đủ vào trong cái âu nước vo gạo nha các bạn nhé. Các bạn có thể ngâm vào nước vôi hay là nước vo gạo cũng được. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng là nước vo gạo. Đó, cái mứt này thường thường người ta sẽ làm bằng vôi, người ta ngâm nước vôi để cho cái sợi mứt nó được dai hơn, cứng hơn khi mà mình xên, nó không bị nhũn. Thì hôm nay mình sẽ không cần sử dụng nước vôi nữa mà mình sẽ sử dụng nước vo gạo. Thì với cái nước vo gạo này mình vẫn sẽ làm được thành công nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đem ngâm vào cái nước vo gạo này 10 cho tới 12 tiếng để cho những cái sợi đu đủ của mình nó được cứng lại. Đó, mình sẽ ngâm ngập cái phần sợi đu đủ nhé. Sau khi ngâm những sợi đu đủ với nước vo gạo được 10 tiếng, bây giờ những cái sợi đu đủ của mình nó đã có cái độ cứng hơn các bạn ạ. Sợi đu đủ nó cứng, nó dai hơn. Thì mình sẽ đem rửa thật sạch cái nước vo gạo đi nhé. Mình sẽ rửa cái phần đu đủ này. Sau đó thì để ráo nước một chút nhé các bạn. Sau khi đã rửa sạch, bây giờ mình sẽ đi ngâm đu đủ cùng với đường và các cái loại màu. Thì các bạn có thể sử dụng gốc này. Mình sẽ chia cái phần đu đủ mà mình vừa nạo ra, các bạn làm bao nhiêu màu thì mình sẽ chia làm bấy nhiêu phần nhé. Mình chia ra sau đó thì mình sẽ cho đường vào đây để mình ngâm. Mình cho đường và cho các cái loại bột màu vào. Đây là cái phần đu đủ của mình ngâm với một ít gốc để cho nó ra màu đỏ. Sau đó thì mình sẽ đổ đường vào đây, mình ướp đường cùng với lại cái phần sợi đu đủ. Tương tự mình sẽ ngâm với lại màu xanh của lá dứa nha các bạn nhé. Phần đu đủ mình chia ra mình ngâm với màu xanh của lá dứa này. Cái phần nước cốt lá dứa mình xay lá dứa ra, sau đó mình lọc lấy cái phần nước cốt. Thì các bạn sẽ lấy nước cốt đó các bạn ngâm với đu đủ. Và mình cũng sẽ cho đường vào đây để mình ướp. Phần còn lại mình sẽ cho màu vàng của hoa dành dành các bạn ạ. Mình có bột hoa dành dành nên mình sẽ cho cái màu vàng. Và tiếp tục thì cho đường vào. Còn lại một phần nữa mình sẽ để nguyên màu trắng nhé các bạn. Mình sẽ ngâm cùng với đường không thôi, không cho thêm một cái màu nào cả. Sau khi cho đường vào thì mình sẽ đem ướp, để ướp đu đủ cùng với đường khoảng chừng 6 cho tới 8 tiếng. Đến khi nào mà cái phần đường của mình nó tan hết thì mình sẽ đem cái đu đủ đi xên. Và sau 8 tiếng mình ướp đu đủ cùng với đường thì cái phần đường của mình nó đã tan hết rồi. Bây giờ mình sẽ đem từng cái phần đu đủ một bắc lên trên bếp để mình xên thành mứt nhé. Trước tiên thì mình sẽ đem xên cái màu trắng trước, mình sẽ xên riêng từng phần một. Đó, mình sẽ đổ toàn bộ cái phần đu đủ vào trong một cái chảo. Sau đó thì để lửa to mình đun cho tới khi cái phần nước đường này các bạn nó cạn bớt đi. Thì các bạn sẽ hạ lửa nhỏ xuống và mình tiếp tục mình đảo. Đảo cho tới khi nào một cái phần đường nó cạn hoàn toàn và nó khô lại. Nó kết tinh thành cái phấn bám xung quanh những cái sợi đu đủ của mình thì cái phần mứt của mình nó mới đạt nhé. Mình sẽ tiếp tục mình đảo đều nhé. Lúc này thì nước đường của mình nó đã cạn rồi. Mình sẽ hạ mức lửa nhỏ xuống và sẽ tiếp tục đảo đều tay hơn cho cái phần đường nó kết tinh lại. Các bạn nên hạ lửa nhỏ đảo liên tục để cho cái phần đường nó không bị cháy, cái phần mứt của mình nó mới khô lại được nhé. Lúc này cái phần sợi đu đủ của mình nó đã đang bắt đầu khô lại. Các bạn có thể nhìn thấy phần đường nó đã lên những cái phấn trắng. Khi mà cái sợi đu đủ nó đã bắt đầu khô lại và lên phấn trắng như này thì mình sẽ đem tắt bếp đi nha các bạn nhé. Mình sẽ tắt bếp đi và tiếp tục đảo đều thêm 5 phút nữa để cho cái phần
mứt nó khô hoàn toàn. Sau khi tắt bếp và đảo thêm 5 phút thì cái phần mứt của mình nó đã khô lại rồi. Cái sợi mứt nó đã khô thì mình sẽ đem bỏ đổ cái phần mứt này ra và mình xên tiếp tục những cái phần mứt màu còn lại. Tiếp tục mình sẽ xên cái phần mứt đu đủ lá dứa thì cũng tương tự như cái lúc ban đầu mình xên màu trắng nhá. Mình cũng sẽ đun cho tới khi cái nước đường nó cạn bớt đi. Và mình sẽ hạ lửa nhỏ để xên cho tới khi mà cái phần đường nó bám phấn ở xung quanh những cái sợi đu đủ và phần mứt đu đủ của mình nó khô lại là được. Tiếp tục là phần mứt với màu vàng của hoa dành dành, mình cũng sẽ xên như thế. Và cuối cùng là phần mứt của màu đỏ nha các bạn nhé, phần mứt màu đỏ. Và đây là thành phẩm mứt của mình này các bạn. Đó, sau khi mình xên xong thì mình đã có được 4 màu: màu trắng, màu vàng của hoa dành dành, màu xanh lá dứa và màu đỏ của gốc. Màu xanh của lá dứa, nếu như các bạn có cái siro màu các bạn cho thêm vào thì nó sẽ có cái màu xanh đậm đẹp hơn. Thế là mình đã hoàn thành xong rồi đấy. Cái phần mứt đu đủ này ấy, thì khi mà mình ăn nó có cái độ giòn giòn, độ mềm, độ giòn giòn của cái sợi đu đủ. Nó không dai nha các bạn nhé, nó không hề dai một tí nào. Mình ăn nó rất là ngon, rất là hấp dẫn và bắt mắt phải không nào. Chỉ cần một chút ít thời gian thôi là mình đã có thể tự tay làm cái phần mứt này rồi. Với cái đĩa mứt nhiều màu sắc và lại ngon như thế này thì chắc chắn là các bé nhà các bạn cũng sẽ rất là thích đấy. Các bạn hãy thử bắt tay vào làm cái phần mứt đu đủ màu sắc như thế này cho gia đình mình thưởng thức trong những ngày Tết nhé. Chúc các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Kênh Món Ngon Gia Đình xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm món mứt dừa non. Mứt dừa non là món ăn vặt rất thú vị mỗi dịp Tết. Mứt dừa non nó có độ ngọt vừa phải và ăn không bị nhanh ngán. Làm thế nào để có thể làm được món mứt dừa non trắng tinh, mềm dẻo và không bị chảy nước thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video và cùng kênh Món Ngon Gia Đình vào bếp để thực hiện món mứt dừa non này nhé. Để làm mứt dừa non thì ở đây mình cần chuẩn bị 1 cân cùi dừa non. Loại cùi dừa phải mềm non nhé các bạn. Cùi này thì mình mua về và đã gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài. Với 1 cân cùi dừa thì mình sẽ sử dụng là 0,5 cân đường. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế dừa trước nhé. Cùi dừa sau khi mua về thì mình sẽ gọt bỏ lớp vỏ lụa ở bên ngoài. Sau đó thì mình sẽ cắt cùi dừa thành những miếng có độ dày vừa phải, không mỏng quá và cũng không dày quá. Nếu như các bạn cắt mỏng quá thì khi mình xên nó còn teo lại nữa, cho nên là mình không cần phải cắt mỏng quá. Cùi dừa non thì nó có cái lượng dầu nhiều hơn cái cùi dừa già, cho nên mình cũng không nên cắt dày quá nhé. Các bạn có thể cắt sợi hoặc là cắt thành những miếng vuông mỏng tùy theo sở thích của các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ cắt dừa thành dạng sợi như thế này. Đây là toàn bộ phần cùi dừa sau khi mình đã cắt xong. Bây giờ thì mình sẽ đem cùi dừa đi rửa cho nó sạch hết cái phần dầu. Để rửa cho cùi dừa non sạch dầu nhanh thì mình sẽ sử dụng nước ấm để mình rửa nhé. Các bạn có thể cho thêm một chút muối cũng vào đây các bạn rửa cùng với cùi dừa cũng được. Và mình sẽ phải rửa sạch cái cùi dừa cho nó hết cái lượng dầu. Rửa cho tới khi nào mà mình thấy cái nước rửa dừa nó trong, nó không còn đục cái phần dầu nữa mới được nhé. Mình sẽ rửa đi rửa lại thật nhiều lần cho tới khi cái nước rửa dừa của mình nó trong lại. Sau khi rửa dừa cho nó hết cái lượng dầu thì mình sẽ đổ ra rổ cho nó ráo nước một chút. Sau đó mình sẽ cho trở lại vào trong một cái tô lớn.
Bây giờ thì mình sẽ ướp với lại đường. Mình sẽ cho 5 lạng đường vào trong 1 cân cùi dừa này để ướp nhé. Cùi dừa non thì mình nên ướp với đường lâu một chút. Các bạn có thể ướp từ 4 cho đến 6 tiếng cho cái cùi dừa của mình nó ngấm đường. Tuy nhiên là nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn có thể ướp khoảng tầm 1 đến 2 tiếng cũng được, cho cái đường nó ngấm hết vào cái phần cùi dừa và nó chảy nước ra là được. Mình cho đường vào và trộn đều lên, sau đó thì mình sẽ để đây để ướp nhé. Cùi dừa sau khi mình ướp 3 tiếng, lúc này đường của mình nó đã tan hết rồi các bạn. Nó đã chảy nước hết rồi thì mình có thể đem dừa đi xay mứt được rồi nhé. Để xay mứt thì mình sẽ cho vào một cái chảo chống dính. Mình bắc lên bếp và để lửa nhỏ ngay từ lúc đầu nhé. Xên dừa non thì nó sẽ lâu hơn xên dừa bánh tẻ, dừa già một chút. Ngay từ đầu thì mình sẽ cần phải để lửa nhỏ để cho cái nước đường nó cạn dần, thì cái miếng dừa của mình nó mới không bị vàng nhé. Mình để lửa nhỏ và thi thoảng đảo đều. Sau khoảng tầm 30 phút, lúc này chảo dừa của mình đã nóng và nước đường thì bắt đầu sôi. Mình vẫn sẽ để lửa ở mức nhỏ nhất để tiếp tục xên cho tới khi nước đường cạn hết. Khi nước đường đã gần cạn, ở đây mình sẽ chuẩn bị 10g sữa đặc ung thọ. Và mình sẽ cho vào 50ml nước. Mình khuấy đều cho sữa tan ra. Các bạn có thể sử dụng sữa đặc hoặc là sữa tươi cũng được nhé. Mình cho vào mứt thì khi mình ăn nó sẽ thơm hơn. Sau đó mình sẽ cho phần sữa vào trong chảo dừa mình đang xên. Và mình vẫn sẽ để lửa nhỏ để tiếp tục xên mứt. Mình xên thêm tầm 30 phút nữa thì những miếng mứt dừa đã bắt đầu dẻo lại, lúc này mình cần đảo đều tay hơn nhé. Đảo thêm một lúc nữa thì các bạn có thể thấy đường đã bắt đầu khô lại. Lúc này mình sẽ tắt bếp đi và cho cái chảo mứt dừa xuống dưới. Sau đó các bạn sẽ bật quạt nhé. Mình bắc chảo dừa xuống dưới và sẽ bật quạt, cho quạt quay thẳng vào chảo mứt dừa. Sau đó mình sẽ tiếp tục đảo đều cho tới khi cái phần đường của mình nó khô hoàn toàn, nó kết tinh trắng lại bám ở cái miếng mứt của mình mới được. Các bạn có thể thấy mình đảo đều một lúc thì cái phần đường đã đang bắt đầu khô lại. Mình cứ đảo đều mứt ở dưới quạt như thế này cho tới khi phần mứt của mình nó nguội hoàn toàn và nó khô hoàn toàn nhé các bạn nhé. Nếu như mình để cái phần mứt nó chưa khô hẳn thì nó sẽ rất dễ bị chảy nước, sẽ không bảo quản được lâu. Sau khoảng tầm 10 phút đảo mứt ở dưới quạt gió, lúc này các bạn có thể thấy những miếng mứt của mình đã khô trắng, đường đã kết tinh bám quanh ở những sợi mứt. Như thế là phần mứt của mình đã được rồi đấy. Sau đó thì các bạn sẽ bốc mứt và cho vào những cái túi để bỏ cái phần đường nó vụn ở bên ngoài ra. Mình cho vào trong túi kín hoặc là những cái lọ kín, mình cho gói hút ẩm vào, mình bảo quản nhé. Đây là những miếng mứt dừa non vị sữa của mình sau khi mình xên xong. Các bạn có thể thấy phần mứt rất là trắng, những miếng mứt non, dẻo, thơm. Như vậy là tự tay mình cũng đã có thể làm được những sợi mứt dừa non ngay tại nhà cho gia đình mình thưởng thức vào những ngày Tết rồi đấy.
các bạn hãy vào bếp thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới các bạn thêm một món mứt nữa rất đơn giản để các bạn có thể tự làm tại nhà cho gia đình mình trong những ngày Tết. Và món mứt hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn đó chính là món mứt được làm từ khoai lang. Và nguyên liệu mình chuẩn bị để làm món mứt khoai lang này thì gồm có khoai lang, ở đây mình sử dụng 500g. Tiếp theo là đường trắng. Với 500 khoai lang thì mình sẽ sử dụng khoảng 250 cho đến 300g đường trắng các bạn nhé. Tiếp theo là nước vôi trong và một chút phèn chua. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món mứt khoai lang này nhé. Trước tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một âu nước và mình có pha vào đây một chút muối trắng các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ đi gọt vỏ những củ khoai này. Khoai sau khi gọt vỏ xong thì mình sẽ ngâm luôn vào trong âu nước muối này để cho khoai của mình nó không bị chảy nhựa, nó không bị thâm đen nhé. Gọt khoai xong thì mình sẽ cho luôn khoai vào trong âu nước muối nhé. Những củ khoai sau khi đã gọt bỏ vỏ, bây giờ thì mình sẽ cắt miếng khoai các bạn nhé. Các bạn có thể cắt tròn lát như thế này hoặc các bạn có thể là cắt dọc củ khoai như này để mình cắt những cái miếng vuông nhé. Các bạn có thể cắt thành những cái miếng như thế này nhé. Sau đó thì mình sẽ ngâm luôn vào trong cái âu nước muối này. Sau khi đã cắt miếng khoai xong rồi thì bây giờ mình sẽ đem những cái miếng khoai này đi rửa sạch lại một lần nữa nhé các bạn. Và khoai sau khi đã rửa sạch thì bây giờ mình sẽ cho khoai vào ngâm với nước vôi trong. Mình sẽ ngâm khoai với nước vôi trong khoảng 5 tiếng các bạn nhé. Sau khi ngâm với nước vôi trong hết 5 tiếng thì mình sẽ đem khoai đi và trần qua với lại phèn chua. Đây là khoai của mình sau khi mình đã ngâm với nước vôi 5 tiếng các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem cái khoai này đi rửa thật sạch với nước lạnh nhé. Mình sẽ rửa cho nó hết cái mùi vôi này đi. Sau đó thì mình sẽ trần khoai với lại phèn chua. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một nồi nước. Chờ sau khi nước sôi thì mình sẽ cho phèn vào. Và sau đó thì mình sẽ cho khoai vào đây nhé các bạn. Mình sẽ cho những miếng khoai vào và trần khoai qua cái nước phèn chua này chừng khoảng 1 phút. Sau khoảng 1 phút bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một âu nước lạnh các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ vớt cái khoai này ra âu nước. À,
bây giờ mình sẽ chờ cho những cái miếng khoai của mình nó nguội hẳn đi. Sau đó thì mình sẽ đổ khoai ra rửa sạch lại một lần nữa. Sau đó thì mình mới ngâm với đường nhé. Và mình sẽ ngâm khoai khoảng 5 cho đến 6 tiếng. Cho cái phần đường này nó tan hết thì mình sẽ đem khoai đi xên lên nhé. Khoai lang của mình đã ngấm đường và phần đường đã tan hết rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đem cái khoai lang này đi xên nhé. Mình sẽ cho khoai vào trong chảo chống dính để xên. Đối với tất cả các loại mứt khi xên thì các bạn đều nhớ là mình sẽ xên ở lửa nhỏ thôi nhé. Khi nước đường đã bắt đầu sôi như thế này thì mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống mình xên, cho tới khi nào mà cái phần đường nó kết tinh trắng, nó bám lại ở cái miếng mứt là được. Nếu như mà mình xên lửa to quá thì nó sẽ bị cháy đường và nó không thể kết tinh lại ở cái miếng mứt được. Đường nó bắt đầu keo lại rồi đấy các bạn ạ. Mình sẽ vẫn tiếp tục để lửa nhỏ và xên cho tới khi đường kết tinh trắng nhé. Đường nó đang bắt đầu khô và kết tinh đấy các bạn ạ. Đường kết tinh trắng rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và tiếp tục đảo nhé. Mình sẽ đảo cho cái phần đường nó khô lại. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món mứt khoai lang rồi đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn những miếng mứt khoai lang của mình này, có màu vàng ươm nhìn rất là bắt mắt. Và cái miếng mứt khoai lang này khi mà mình ăn ấy thì bên trong nó lại có cái độ mềm, cái vị thơm, vị bở của khoai lang nữa. Các bạn có thể mua những cái củ khoai lang vàng như thế này mình làm, nó sẽ có cái độ bở và độ ngọt đấy. Vậy là chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi là mình đã có thêm một món mứt rất là hấp dẫn cho gia đình mình trong những ngày Tết rồi đấy các bạn nhỉ. Các bạn hãy vào bếp và thử làm món mứt khoai lang này nhé. Đảm bảo sẽ cực kỳ là thơm ngon và hấp dẫn đấy. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.